khởi đầu từ sự sáng tạo, mong muốn mang lại những sản phẩm chất lượng cho người Việt. Sản xuất trực tiếp tại Việt Nam trên công nghệ chuẩn quốc tế. Niềm tin vững bền đến từ sự tỉ mỉ, tận tâm của một doanh nghiệp mang tầm vóc quốc dân. Kiến tạo nên sự hoàn hảo cho mọi ngôi nhà. Tự hào tạo ra những sản phẩm dẫn đầu xu thế trên thị trường Việt Nam. Tôi tin chọn nhôm Đông Á cho ngôi nhà của mình. Nhôm Đông Á, chất lượng hàng đầu, thương hiệu toàn cầu.